Rồi em Tú sẽ chào năm trong anh em nha. Này lên clip sớm có vài mẫu model máy gửi tới anh em xem. Thì có bu lông, có khoang, có vít. Đó. Đây gửi cho anh em xem. Đó. Này có đồ quơ nha anh em. Đồ quơ hôm nay mình có về một cái mẫu mới. Cũng không phải mới gì nhưng mà cũng khá là hot. Đây. Nay về thêm đèn nè, đèn thì hôm bữa video trước thì chắc nhiều anh em cũng đã xem rồi. Đó. Giá 850 trên một chiếc nha. Đèn này đèn xách tay từ Mỹ về. Mã của nó là DCL050. 20V nè, anh em nhìn nè, 20V sản xuất tại China. Con này là hàng mới 100% nha. Giá khá là rẻ luôn. Đây mình bỏ qua đây. Con này thì ánh sáng của nó rơi vào tầm khoảng 500 lumen. Ánh sáng của nó là 500 lumen. Rồi, ở bên này thì mình cũng đang có một chiếc máy hút bụi DZ 273. Đó, một chiếc máy hút bụi nha, DZ 273 kèm với một thân máy 273. Thì em mình sẽ lên cho anh em xem. Thì mình có hàng mới lẫn hàng cũ nha anh em. Đó, hàng mới lẫn hàng đã qua sử dụng. Rồi cái con mà mình đang cắm cho anh em xem là hàng này đã qua sử dụng nha. Con này là hàng đã qua sử dụng. Thì anh em thấy nó có những cái vết đã qua sử dụng nè. Xước cũ. Đó, thì nói chung là mình bán thì nói chung là cái nào nói cái đó nha anh em. À, đó. Nó xoay nó vướng. Vướng cái bằng cắt ở phía sau. Rồi, ở đây là mình có hàng mới nè. Đó, hàng mới đập hộp nguyên thùng nha. Đó, hàng mới nè, mới nguyên thùng. Đây là cái con hút bụi, con này khá là hiếm trên thị trường nha. Mã của nó là DVW303HD. Con này anh em cứ kiểm tra. Con này là đắt, con này là đắt 2023 luôn nha, đắt mới luôn. Con này khá là hiếm ở trên thị trường, hiếm lắm. Mà nó bởi vậy anh em thấy rất là ít bán nha. Đây mình sẽ thử cho anh em. Anh em thấy không? Khi mà mình bóp cò máy là bắt đầu hút bụi nó sẽ chạy nè. Đó, đây, hút bụi này chạy nè. Rất là ok. Con này anh em đi làm. Anh em đi làm nha, đặc biệt là những anh em nào mà khoan ở trong trong nhà người ta nha, hoặc là anh em đi khoan trần ngược lên thì con này hút bụi cực kỳ là ok, sạch cực kỳ tuyệt đối luôn. Đó, ở đây là cái bộ lọc của nó. Bộ lọc này sau này anh em nào cần thì mình có bán rời luôn. Đó. Có bán rời cho anh em nha. Có đầy đủ, mình nhập phụ kiện về cho anh em đầy đủ hết. Đó. Rồi hút bụi này thì mình bỏ qua bên đi. Bỏ qua bên. Rồi tiếp tục lên con này. Con này là DCD796 nha. Con này là 796. 796 thì con này mã của nó là mã chính hãng 18V. Hiện tại mình sẽ set cho anh em một combo máy pin sạc. Đó. Một máy, một pin 2A cộng với một sạc điện 220 chính hãng nha. Đó, nói chung là bộ này là bộ chính hãng hết, đầy đủ cho anh em. 2.9 triệu, máy pin sạc, máy thì bảo hành 3 năm, pin sạc bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới luôn. Đó, anh em thấy ok không? Thì hiện tại shop thì có hỗ trợ trả góp cho anh em đầy đủ luôn. Anh em chỉ cần số điện thoại và chứng minh nhân dân chính chủ là giúp thôi. Đó, rồi. Rồi, bỏ cái này xuống. Rồi, tiếp theo lên cái này là bu lông DCF911. Cái này là hôm qua khách ghé nhà nha, đập hộp hàng mở ra và test. Anh em xem nè, test là nói test nha, có dấu bắn nè. Đó, bán lẻ cho anh em 2.750 triệu body nha. Đó, nói chung là hàng nào mà nói hàng test là sẽ là hàng test. Đó, hàng đã qua sử dụng là hàng sử dụng rồi nha. Rồi, tiếp tục một cây DCD996 nè.
Cái này là DCD 996 body nè. Cái này là hàng trưng bày nha. Đây hàng trưng bày thì anh em thấy nè, còn chưa có kích hoạt điện tử nè. Hàng trưng bày để lâu oxy hóa, đầu kẹp oxy hóa một tí, nhưng mà máy hoạt động ok, mình đảm bảo anh em máy bảo hành 3 năm đầy đủ. Để mình rút cục pin cắm bỏ vào. Đó, body chỉ có 2 triệu 2 thôi. Nói chung body 2 triệu 2 nha anh em. Anh em nào muốn giá rẻ thì anh em lấy cái này về anh em đi rút lỗi luôn, khá là ok. Một cục pin 5A cộng với một cái sạc thì ở đâu đó tầm khoảng 3 triệu 4 thôi anh em. Đó, 3 triệu 4 thôi là anh em có một bộ máy DCD 99 rồi. Quá là ngon, 96 nha, xin lỗi anh em, 96 khá là ngon luôn. Rồi, tiếp theo cây này là cây 99 nè. Đó, nói chung hàng nhà mình thì nhiều khi anh em tới cứ rút máy ra xem rồi anh em thử, anh em nhìn nè. Nhiều khi anh em thử cầm nè, mồ hôi tay vào đây, bây giờ nó xét hết cái đầu nè, anh em thấy không? Nhìn kỹ anh em mới thấy nè, nó hơi xét nè. Đó, cuối cùng là hàng trưng bày thôi chứ bán thì cuối cùng là bán lỗ, bán vốn cho anh em. Lỗ nhiều hơn là bán vốn. Đó, đây là thân máy nha. Rồi, thân máy. Rồi, tiếp tục là em tôi có về thêm ít cái phụ kiện mà anh em hay hỏi nè. Dạo này anh em hay hỏi mấy cái phụ kiện mà chuyển qua đế sạc á. Thì dòng này là DCB090. Hàng này là hàng chính hãng nha anh em. Chính hãng. Thì giá hiện tại mình đang bán cho anh em đó là 650. Cực kỳ ngon luôn. Đó, 650. Mình chỉ có được 5 cái à, về được 5 cái. Anh em nào lấy thì anh em lấy sớm nha. Đó, 950. Rồi. Tiếp theo vẫn là bu lông nè. Đó, bu lông dành cho anh em xài gia đình, anh em sửa xe máy nè. Hoặc là những anh em nào có ô tô anh em kẹp theo đi theo xe nha. Đó, cái con này. Một máy một pin một sạc. Giá cực kỳ rẻ luôn. Máy pin sạc chỉ có 2 triệu 7 à. Quá rẻ đúng không anh em? Anh em nào mà làm sửa xe máy anh em cũng chơi được luôn. Một cục pin 2A anh em xài được 3-4 ngày luôn á. Đó. Pin 5A nhiều anh em xài tới 10 mấy ngày, nửa tháng anh em bảo mới sạc lại. Rất là ok, tiết kiệm pin. Máy cực kỳ khỏe luôn. Con này lực mở của nó là 542 Newton. Khá là khỏe nha anh em. Nhìn nhỏ gọn nhưng khá là khỏe. Đó, anh em thấy không? Được không? Con này nhược điểm của nó là nó không có điều tốc, không có số. À, có điều tốc ở trên cò nha. Nhưng mà không có số chỉnh thôi. Nhưng mà bù lại thì giá bao rẻ cho anh em luôn. Giá cực kỳ rẻ nha. Model mới, ba đèn led phía trước, khá là đẹp. Rồi, thì hiện tại là mình có vài mẫu như vậy. Anh em nào quan tâm thêm thì anh em liên hệ nha. Mình còn rất là nhiều hàng cho anh em luôn. Anh em nào muốn mua trả góp, anh em cứ liên hệ vào số điện thoại hoặc số Zalo 0343256802, số điện thoại là 0703249910. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề trả góp nha. Chỉ cần anh em có số điện thoại hoặc là chứng minh nhân dân chính chủ, hoặc là anh em có thẻ tín dụng, anh em có thể hỗ trợ trả góp bất kỳ đâu. Online anh em chỉ cần ngồi tại nhà thôi là anh em có thể là làm trả góp rồi. Rồi, chào tất cả anh em nha.